không thắp hương khi cúng dỗ. Câu hỏi của Liễu Nghĩa, hỏi kính thưa thầy, khi nhà có đám dỗ kỵ hoặc ngày tư, ngày tết, cúng bái không thắp hương có được không thưa thầy? Đáp được, xưa Đức Phật dạy nên thắp năm thứ tâm hương cúng Phật, năm thứ hương đó là Giới hương tức là Đức hạnh làm người, không làm khổ mình, khổ người. Định hương tức là Đức hạnh làm thánh nhân, tuệ hương tức là sự hiểu biết siêu việt phi thường của tam minh, khiến cho nguyên nhân tái sanh của con người không còn. Giải thoát hương là về trí tuệ đức hạnh làm người, làm thánh. Giải thoát chi kiến hương là trí tuệ giải thoát mọi kiến chấp, mọi tà pháp, mọi ác pháp. Người tu theo đạo Phật, không nên thắp những thứ hương vỏ cây. Trong ngày rỗ, ngày Tết nên thắp năm loại hương này cũng dâng lên chư Phật, ông bà, cha mẹ nhiều đời. Không những người thắp lên nén tâm hương này được nhiều phước báo, mà những người quá cố như ông bà, tổ tiên, cha mẹ đều được phước báo vô lượng ở kiếp sau. Bởi thắp hương vỏ cây, chỉ tượng trưng lòng thành tính, có tánh cách mê tín lạc hậu. Ngầm trong hành động thắp hương này đã bị người khác lừa đảo, tiền mất mà ô nhiễm khói hương khó thở, chẳng đem lại sự ích lợi thiết thực cho mình, cho người khác mà còn dại dột đem tiền cho kẻ kinh doanh hương vỏ cây làm giàu. Càng suy ngẫm, chúng ta càng thấy con người dễ bị kẻ khác lừa đảo bằng mọi hình thức mê tín. Họ kinh doanh, làm giàu trên mồ hôi nước mắt của kẻ khác, như nhóm xe ôm, xe lôi, xe buýt đô thị, đồn đại nước mẹ hiện hình trên đỉnh núi xã Phú Lâm huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai là hàng ngàn người đổ về xem nước mẹ hiện hình. Rồi Phật sống ở An Giang, thầy nước lạnh, uống vào bệnh gì cũng hết. Thấy giờ lá gây trị bệnh như thần, người không thấy đường năm 10 năm, uống vào mắt sáng liền, v, v. Biết bao nhiêu điều lừa đảo như vậy, để lường gạt hàng trăm, hàng vạn người bỏ công, bỏ của để làm giàu cho bọn xe thổ, xe ôm, xe lôi về về Tại núi tỉnh Tây Ninh, có bà đen được vua gia Long Sắc Phong là Linh Sơn Thánh Mẫu hàng năm người ta cháy hội bà đen rất đông, số tiền cúng nơi đây có thể hàng tỷ bạc. Trong chiến tranh người ta bảo rằng bà đen nay bà về chỗ này, mai bà về chỗ kia, để lôi cuốn những người mê tín về cúng bái. Đó cũng là hình thức kinh doanh thần thánh. Ngày xưa, người ta không biết thắp hương, nhưng những người trong các tôn giáo có sáng kiến mới, chế ra cây hương làm bằng vỏ cây, dạy cho mọi người thắp hương cúng bái. Mỗi lần có thắp hương là linh hồn ông bà, thánh thần nghe mùi hương mà trở về chứng giám lòng thành của con cháu đó là cách thức dậy mê tín của các nhà tưởng chi của các nhà sư kinh phát triển sau này các nhà kinh doanh lợi dụng lòng mê tín này biến thành một nghề nghiệp sống do đó hàng năm người ta phải bỏ ra một số tiền hàng tỷ tỷ bạc tiêu phí mua hương vỏ cây trong việc cúng bái tế lễ họ bảo nếu chúng ta cúng bái mà không thắp hương thì sự cúng bái lạnh lẽo không trang nghiêm bằng thắp những cây hương khói hương quyện vào nhau trông rất ấm cúng và đẹp đẽ tưởng chừng như những linh hồn người chết nương theo khói hương mà trở về vui vầy sum họp với con cháu. Đó là sự tưởng của người giàu tưởng tượng. Ngày nay, cây hương bằng vỏ cây đã trở thành một truyền thống, một thói quen rất khó bỏ. Nếu ngày rỗ, ngày Tết mà không thắp hương thì phải thật là người có óc khoa học, có trí hiểu biết thấu suốt thế giới siêu hình không có, thì mới có can đảm vượt qua sự mê tín cố hữu ấy. Đức Phật dạy, đứng lại thì chìm xuống, nghĩa là mình cứ theo phong tục thắp hương trong những ngày rỗ, ngày tư, ngày tết và những lễ cúng bái là mình đang đứng mà đang đứng lại là đang chìm xuống đang chìm xuống tức là ngu si mê muội dại dột tiền mất mà chẳng có ý nghĩa gì và lợi ích gì về cuộc sống còn tiến tới thì trôi giạt có nghĩa là chống hẳn lại sự mê tín không chấp nhận nó thì chúng ta sẽ bị chống đối nguyền rủa của người khác họ nói rằng chúng ta ngang tàng vô thần v v không có ân nghĩa không biết có tổ tiên ông bà cha mẹ v v là những người ở dưới đất nẻ chui lên chỉ có vượt qua vượt qua cái gì nghĩa là không chấp nhận mê tín không làm theo mê tín nhưng không chống mê tín mà chuyển mê tín thành tránh tín cho nên ai mê tín mặc họ chúng ta chỉ biết giải quyết cho chúng ta mà thôi giải quyết tâm mình đừng sống trong mê tín giải quyết tâm mình đừng chướng ngại với người mê tín cho nên thắp hương hay không thắp hương trong ngày rỗ là do ở tâm con ví dụ nhà có rỗ kỵ mọi người thắp hương cúng bái con không nên cấm họ nhưng đến khi con cúng bái con không thắp hương chỉ đứng trước bàn thờ con thầm tưởng nhớ đến công ơn của tổ tiên ông bà và đem sự sống của con không làm khổ mình khổ người dâng lên nhớ lại ngày nào ông bà cha mẹ lìa khỏi cuộc đời để lại trong tâm con một ký ức một niềm thương nhớ hôm nay con còn chỉ biết dâng lên nén tâm hương với lòng đầy đạo đức làm người của con không làm ô nhục tổ tông không làm mang tiếng tai cho dòng họ những hành động sống hàng ngày đó đến ngày dỗ ông bà Tổ tiên và cha mẹ con thắp trước bàn thờ, đó là con thắp cây hương đạo đức làm người cúng dâng tổ tiên, ông bà, cha mẹ chứ không thắp những cây hương bột vỏ cây, mà thắp hương lòng của con đối với tổ tông, không có gì xấu hổ cả con ạ. À. Nếu con làm đúng như vậy, không thắp hương vỏ cây, vào ngày rỗ vẫn ấm cúng và trang nghiêm vô cùng. Con thắp cây hương lòng không phải mất tiền, tiền ấy để dành dụng để làm việc từ thiện, giúp người bất hạnh trong xã hội còn tốt hơn. Trích từ Đường về xứ Phật tập vi.